Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi quay trở lại rồi anh em ơi. Dã man thật sự. Mấy cái ngày hôm trước tôi không up được cái clip lên. Thì có một vài anh em biết rồi. Còn hôm nay sau khi mà tôi đã có thể tôi quay trở lại, tôi có thể nói được ở trong cái video của mình, thì tôi cũng xin được chia sẻ với anh em. Là mấy cái hôm trước ấy, là tôi bị ban, tôi không được up clip lên trên kênh YouTube. Đấy, do vấn đề về bản quyền cụ thể ở đây là bản quyền về âm nhạc nha anh em nhá. Đối với các anh em mà xem kênh tôi lâu, khoảng 4-5 năm thì chắc là anh em cũng chả lạ gì. Lâu lâu lại bị phát. Đấy thì anh em không lạ gì nữa. Cái vấn đề là tại làm sao mà lại bị như thế thì tôi cũng chia sẻ với anh em luôn là tôi chơi nhạc bản quyền. Ở trong mấy cái video clip của tôi là tôi hay lấy mấy cái bản nhạc bản quyền ấy để tôi sử dụng để tôi làm video cho nó hay. Đấy, nhiều anh em hỏi là tại sao lại phải dùng nhạc, không dùng nhạc thì làm sao? Đấy, kiếm được thêm cái tiền quảng cáo. Thì tôi cũng chia sẻ với anh em luôn là cái này nó là cái đánh đổi thôi. Đấy, để mà video clip của mình hấp dẫn để phục vụ anh em cho nó thật là hay và thật là nó gọi là siêu phẩm đấy. Thì tôi chấp nhận cái việc là gì là tôi dùng nhạc bản quyền cho cái video clip là hay hơn. Đấy, và cái video clip đấy nó sẽ không được bật kiếm tiền. Đấy, còn anh em hỏi là tại sao mà không bật kiếm tiền? Bởi vì có tiền thì có phải là nhiều thì sẽ là vui hơn không? Thì tôi cũng nói chia sẻ thật lòng với anh em luôn là thực ra cái tiền mà để mà kiếm tiền bằng quảng cáo ấy ở trong mỗi cái video của tôi ấy nó rất là ít. Đấy, nó chỉ 50 100 không đáng là bao nhiêu cả. Nó không đủ cái tiền để mà trả cái tiền hao mòn máy móc rồi trả tiền điện hàng tháng, trả tiền internet đâu. Đấy, thế nên là cái này là cũng là trong cái sự tính toán đánh đổi để được một cái nội dung hay. Thì tôi cũng chấp nhận cái điều đấy mà. Đấy, mà nếu mà không có nhạc thì cái trải nghiệm của nó kém đi rất nhiều. Còn cái kênh này của tôi ấy, thì nó là cái việc mà tôi duy trì nó là do là có một cái khoản tiền đến từ các cái nhà tài trợ, chính là các anh em hội viên. Đấy, tôi phải chia sẻ với anh em là tiền quảng cáo thì không có nhá, hoặc là nó có rất ít. Đấy, có video không, có video dính bản quyền nhưng mà đa số là bản quyền. Bởi vì là làm sao, anh em thấy là tôi sử dụng toàn những cái bản nhạc và cũng đa phần là có bản quyền ở trong những video của tôi. Chính vì thế là nó dính bản quyền nhiều lắm. Nên là cái việc mà bị tắt kiếm tiền ở trong cái tiền quảng cáo ấy thì nó là cái điều thường xuyên. Đấy, và cái việc đó ấy, nó đã diễn ra lâu rồi chứ không phải bây giờ. Tức là tôi đã chấp nhận cái việc đấy. Đấy, tôi chấp nhận cái việc là tôi sử dụng những cái nhạc bản quyền. Và tôi chấp nhận là không có doanh thu từ quảng cáo. Thì tôi cũng có chấp nhận. Có video không thì tôi cũng chấp nhận từ lâu rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề là như này. Khi mà mình chấp nhận ấy thì mình vẫn bị là đánh dấu là cái video của tôi sản xuất ấy là nó vẫn là bị đánh dấu bản quyền nhá. Đấy, nhưng mà như này, tại sao mà mấy hôm trước tôi cũng giải thích cho anh em, các anh em luôn. Và có các anh em làm YouTube và các anh em có cái kinh nghiệm. Đấy là tại sao mà mấy cái hôm trước ấy tôi lại bị ban thì là như này. Nó vẫn là những cái nhạc ấy thôi. Đấy, nó vẫn là bị bản quyền. Nhưng mà trước đấy người ta có một cái, người ta ở trong cái loại nhạc của người ta có sử dụng là gì. Khi người ta đặt một cái nó gọi là cái giấy phép sử dụng ấy, người ta đặt cái giấy phép đấy là chúng ta được quyền sử dụng lại nhưng mà chúng ta sẽ phải chia sẻ doanh thu. Thì người ta đặt là như thế. Trước đấy người ta đặt như thế. Đấy, thì tôi cũng sử dụng thôi. Tôi cũng chấp nhận là tôi sử dụng. Đó, thì chia sẻ doanh thu thì ok, chia sẻ cho doanh thu cho cái người sáng tác ra cái bản nhạc đấy. Ok. Đấy, thì trước đấy nó là như thế. Nhưng sau một thời gian, đấy, khi người ta thay đổi cái giấy phép này đi thì tôi bị đánh bản quyền. Bởi vì làm sao? Bởi vì người ta không cho phép là sử dụng lại nữa. Đó, thế nên là khi mà người ta đã thay đổi cái giấy phép của người ta một phát là tôi ăn trưởng ngay. Đó, nên là với việc sử dụng nhạc ấy, tôi thật với anh em, nếu mà không phải nhạc của mình làm ra ấy mà làm ở trên YouTube ấy, thì cũng rất là nguy hiểm. Đấy, hoặc là có thể là bỏ tiền ra mua cái nhạc đấy. Đấy, để sử dụng. Nhưng mà cái bỏ tiền ra mua cái nhạc ấy thì lại phải xem là liệu rằng là chúng ta làm một cái clip ra. Đấy, tôi làm việc mà đúng không? Thì tôi làm một cái clip ra, tôi up lên và tôi bỏ tiền ra để tôi mua những cái bản nhạc. Đấy, anh em đếm ít nhất là phải có khoảng chục bản nhạc ở trong mỗi video. Thì đấy, thì mỗi cái bản nhạc đấy anh em cứ tính vào xem. Nếu mà tôi sử dụng mà tôi mua bản quyền, đấy, để tôi sử dụng
thì cái tiền mà mua cái bản nhạc ấy nói thật với anh em là nó còn gấp mấy lần cái tiền mà tôi thu lại từ cái tiền cái tiền mà để mà quảng cáo ở trên YouTube ấy. Đấy, bởi vì tôi chia sẻ với anh em mà nếu mà kể cả là được bật kiếm tiền ở trong video ấy thì nó cũng chỉ đến khoảng hơn trăm thôi, hơn trăm nghìn một video thôi, thì làm sao mà có thể là bây giờ bỏ một cái đống tiền để mua những cái bản nhạc đấy về để có thể sử dụng, không được anh em ạ. Đấy là tôi tính toán hết rồi, chấp nhận là cứ dính nhạc bản quyền thôi. Đấy, xong rồi ra video clip thì vẫn ok, tiền thì vẫn là có thể là duy trì bằng cái việc là các anh em hội viên đóng góp được. Đấy, bởi vì anh em cũng biết là kênh của tôi thì có khoảng gần 300 anh em. Đấy, ngày trước thì hơn nhưng bây giờ thì giảm đi rồi. Còn gần 300 anh em hội viên. Đấy, nhưng mà các anh em hội viên là cũng rất là ok, mỗi người 20k. Là mỗi tháng là cũng là sơ sơ là cũng 6 củ rồi. Đấy, tiền nó nói chung là nó cố định như thế. Thế nên là vẫn có thể duy trì kênh làm thoải mái. Ra clip đều là được để cho các anh em có clip xem. Đấy, các anh em là coi như là trả lương hàng tháng đấy. Đấy, còn cũng không phụ thuộc quá nhiều vào cái việc là quảng cáo nữa. Đấy, nhưng mà lâu lâu bị phát anh em ạ. Thế thôi, đấy, bây giờ kênh nó lại coi như là kháng kiếp các thứ lại quay trở lại được, làm việc được rồi. Thế anh em cứ yên tâm, đấy là lâu lâu nó sẽ bị nhưng mà có kháng một vài thời gian là nó lại ok, nó lại quay trở lại thôi nha anh em nhá. Không có vấn đề gì cả, anh em ạ. Rồi, thì hôm nay thì cái clip, trong cái clip ngày hôm nay thì anh em thấy là giai đoạn đầu tôi cũng đã big client rồi, để tôi chơi rồi. Hôm nay thì cũng là một cái clip đặc biệt, là clip, một cái clip tri ân một cái người anh em đã có cái đóng góp rất nhiều ở trên kênh Game Today. Đấy, và anh em cũng là một cái ngày kỷ niệm hội viên 1 năm đối với anh em Quốc Sới. Đấy, thì nhân cái ngày hôm nay trong cái video clip này thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Quốc Sới. Cảm ơn anh em Quốc Sới rất là nhiều, theo dõi kênh, ủng hộ kênh, yêu mến kênh cho tới thời điểm hiện tại. Và tôi mong rằng là anh em Quốc Sới vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh cũng như là yêu mến kênh trong cái khoảng thời gian sắp tới anh em nhé. Rồi, và hôm nay thì anh em Quốc Sới cũng có một cái yêu cầu cũng khá là khó đấy, khá là đặc biệt. Đó chính là line up 4 linh hồn kẹp cả 6 warlock kẹp với 4 witcher nữa đánh ở level 11. Đây là một cái yêu cầu mà chúng ta sẽ phải lên level 11 thì chúng ta mới có thể làm được. Chính vì thế là chúng ta sẽ phải chơi client để chúng ta kiếm human anh em nhé. Đấy, ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ form bộ client chơi như là bình thường thôi, giống như là chúng ta chơi sách giáo khoa client ấy, bình thường thôi. Đấy, ok, đây rồi. Con ngựa ra tầm này là nó hơi muộn đấy. Bình thường nếu mà tôi chơi client là con ngựa nó ra sớm hơn thì tôi mới chơi. Đấy, còn hôm nay là làm theo yêu cầu thì tôi sẽ chơi client theo kiểu là chơi không phải là co là ngựa anh em nhá. Đấy, co nó có thể là con nào hay sao cũng được chứ không cần phải là ngựa đâu. Bộ này thì bình thường là cái con ngựa nó sẽ là con co. Đấy, khi mà ra ngựa tôi mới chơi client, nói thật thẳng với anh em là như thế luôn. Còn hôm nay là không ra ngựa thì vẫn phải chơi client. Đó, nó khác biệt ở cái chỗ đấy. Do chúng ta làm content nên là chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Đấy, còn bình thường ra con nào chơi con đấy, ví dụ như là vừa nãy ra có khá nhiều mét đấy thì có thể là chơi mét được rồi. Chứ cũng không hẳn là chúng ta cứ phải đi cái con đường client đâu. Ví dụ như là ra chơi mét thì thường là tôi sẽ vẫn mua client. Tôi mua cái con Evil ấy, kết hợp với cả mét rất là khỏe. Đó. Ui, gặp lại thua rồi. Không ăn được, không ăn được, khó ạ. Nó để cái con ấy đứng trước mặt, con du xoay đứng trước mặt cái con ngựa tôi này. Chịu à. Cái bọn Warrior này là vừa được bắp lại xong đấy anh em ạ. Đấy, tôi chê cái bọn Warrior này trong cái clip trước thì cái clip này nó đã được bắp lại rồi. Bây giờ cộng là nhiều giáp hơn so với cả ngày trước. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Human sớm cái này là khả năng là lên được 12 này. Được không? Thiếu một human nữa thôi. Thiếu một con human nữa thôi anh em ạ. Vậy là chúng ta còn thiếu con gì? Còn thiếu con Dragon Clay. Thiếu Dragon Clay. Rồi. Già ra sớm. Già ra sớm nhưng mà rồng chưa ra. Thực ra trong cái bộ này có con già nó không quan trọng mà con rồng.
Nó rồng nó kích hệ 6 Glide anh em ạ. Đấy còn anh em chơi cái kiểu gì anh em lên 9 anh em có 6 Glide kết hợp với 6 human thôi. Còn anh em được 3m0 thì nó là phụ thuộc vào con già. Nhưng mà nếu mà không có 3m thì cái bộ đấy nếu mà nó có con rồng thì nó vẫn là cứ chơi được. Đấy, tức là kẹp thêm con sói hay kẹp thêm con Kunka và được thuyền trưởng ấy. Nhưng mà nếu mà không có rồng ấy thì là chết, không có rồng mà lên 9 vẫn không đủ 6 Glide được. Đấy nên cái bộ này bắt buộc là phải ra con Dragon Glide ấy, chứ còn con già này ra sớm thì cũng chưa chắc đã là cái bộ đấy đâu. Đấy mà thôi, chơi content thì phải chấp nhận. Đấy cái việc đấy. Chơi đội hình này như này là cũng không chưa ok nha anh em nhá, mặc dù là có thể là nhìn thấy là có tín hiệu chút là vui rồi đấy. Nhưng mà chưa ok đâu. Đội hình này theo tôi đánh giá là nó khá là yếu đấy. Do là khá là nhiều một sao là một thứ hai con ngựa ra muộn nên là nó không có đam đến từ con ngựa. Đấy. Ăn được thằng này cũng một sao thôi, một sao nên ăn được. Chúng ta phải có hai sao thì chúng ta mới yên tâm được, chứ còn một sao không ăn thua. Bây giờ ra cái con Evil Clyde lên được 2 sao ấy là tôi dồn đồ nó. Tưởng Evil nhưng mà thôi không sao, con này cũng được. Con này cũng được anh em ạ. Gấu này. Cho gấu vào à? Nhưng mà gấu phải lên 8 mới cho được. Đó. Để 3m vẫn ngon hơn anh em ạ. Để 3m vẫn ngon hơn. Rồi. Đồ giờ dồn cho con heo Clyde cũng khá là ngon đấy. Nếu mà chúng ta dồn đồ cho heo Clyde thì chúng ta sẽ có được một cái con 2 sao nó trâu hơn. Nó sẽ gây được nhiều đam hơn. Nhưng bù lại nhá là có, nó sẽ làm cái đánh đổi đấy là nếu chúng ta dồn cho con heo Clyde thì cái con ngựa ấy nó sẽ bị mất đam, tức là gần như là con ngựa này nó sẽ chết. Đấy, mà trong cái giai đoạn đầu game này tôi nghĩ là khi đối thủ đang yếu thì chúng ta đang lên tận dụng để chúng ta kiếm được đam. Con ngựa này máu nó hơi yếu nên tôi sẽ lấy thêm nha anh em nhá. Lấy cho nó trâu một chút. Thực ra con ngựa bây giờ nó có thể kiếm được đam ấy thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn ở cái giai đoạn khoảng round 15 đến round 20 ấy, là chúng ta có cái con ngựa có đam. Đấy, mỗi round kiếm được 10 đam thì từ bây giờ đến khoảng round 15 đến round 20 đi là chúng ta có là bao nhiêu round? Từ 13 đến 27 round, 7 round là 70 đam rồi. Đấy thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Thế nên là tôi nghĩ là ở cái giai đoạn này đối thủ chưa mạnh chúng ta lên nuôi cái con ngựa. Ủa, thằng này mạnh thế. Trời ơi, thì gặp thua không nhỉ? Nó chơi Warrior hay chơi Beast đấy? Beast à? Càng đấy. Nó không những mạnh nhưng mà nó còn nhiều tiền cơ anh em ạ. Anh em nhìn xem. Nó không những mạnh mà nó còn nhiều tiền nữa. Đấy, trong khi tôi chơi Human thì tôi kém tiền bộ đấy luôn. Chơi Human lẽ ra phải có nhiều tiền nhá. Bởi vì chúng ta up cấp bằng sách mà đúng không? Đây là chúng ta không mất tiền up cấp. Thế tại sao chúng ta vẫn ít tiền hơn nó? Ảo thật đấy. Đã không mất tiền up cấp rồi mà vẫn thua. Hy vọng là con ngựa nó sẽ có thể lấy được một cái lượng đam khoảng 70 đam đến round 20. Đừng có chết một cái round nào cả là được. Lúc đấy thì nó khi mà nó lên 2 sao thì nó có một cái lượng đam đủ để nó có thể gánh được chúng ta tiếp đến round 25-30. Đấy, khi mà chúng ta form được đủ bộ 6 Clyde kết hợp với cả 6 human 3m đánh ở level 9 á. Đấy, tôi trông có vẻ hơi low hope nhỉ. Bây giờ vẫn chưa ra được cái con thứ hai này. Bây giờ là round 15 rồi đấy anh em. Ngựa vẫn chưa ra được hai con thì khả năng còn lâu là mới có thể lên được 2 sao. Với những cái trường hợp như này thì tôi sẽ không roll đâu. Những cái trường hợp như này thì thôi. Ui, thằng kia nó lên 8 luôn kìa. Thằng này nó lên 8 một cái round này có nghĩa là nó sẽ lên 9 được cái round 18 đấy. Nó sẽ lên sớm thôi. Khoảng 18 nó lên 9 thôi. Dã man thật, đánh khô máu thật sự. Quyết tâm giữ chuối đây mà. Thôi tôi chịu. Đến cái tầm này tôi không ăn được nó. Tôi cũng không có phải xả tiền làm gì cả. Bởi vì có xả tiền thì vẫn thua thôi anh em ạ. Clyde đánh với Warrior. Tầm này xả tiền vẫn thua thôi. Bao giờ phải đủ 6 Clyde thì mới ăn được. Nhưng mà 6 Clyde thì phải kẹp với cả 3m nữa thì mới ăn được. Chứ 6 Clyde không thì cũng chả ăn được đâu. 6 Clyde 3m thì ăn được.
Đó, cứ bình tĩnh. chúng ta chỉ cần là cái con ra con rồng thôi là chúng ta có 6 climb kết hợp với cả 3 mét ở level 9. Đấy, nhưng mà cái việc chỉ cần đấy nghe có vẻ nó hơi khó khăn nhỉ anh em. Chưa ra được con rồng, nhưng mà con rồng thì nó có thể ra một con thôi là nó kích hệ được rồi. Nhưng mà cái con co ấy, là cái con ngựa ấy, thì bây giờ nó mới có một con. Ôi thôi chết rồi, mất đam ra này rồi. Đèn thế nhờ. Ơ được không? Bóc giáp kìa. Được. Vẫn có cơ hội ăn được. Được đấy nhờ. Được đấy. Ơ nhưng mà cái lượng đam cũng phải khá lớn đấy nhá, không ít đâu. Nếu mà dọn quái mà cái tốc độ như thế là tôi nghĩ là đánh được đấy. Đánh được 9 warrior. Nếu mà gặp là có thể đánh được, nhưng mà phải gặp sớm đi. Chứ mà gặp muộn là nó form to mà nó chuỗi thì kia thì cũng không ăn được đâu. Lấy cái này đi nhá. Lấy không? Hay random nhỉ? Tôi nghĩ tôi lấy cái ngọc này được rồi. Ngọc này được. Ngọc này tí là cho kiếm hồn chơi nhá. Giảm hối chiêu cho kiếm hồn. Tương lai nó sẽ là con kiếm hồn nằm co, nên là có cái ngọc giảm hồi chiêu thì nó sẽ tung trưởng, nó sẽ ngon hơn. Rồi up cấp xong rồi cho 6 climb vào anh em nhé. Tôi sẽ bỏ một con bết ra thôi. Cái tầm này nó phải là 6 climb chứ nó không thể là 4 climb được. 4 climb chắc chắn là thua. 6 climb thì có cơ hội thắng. Đấy, nhưng mà tôi sẽ phải dồn đồ là gì? Dồn đồ là cho con evil thì mới thắng được. Chứ còn nếu mà dồn đồ cho ngựa thì chắc chắn thua. Không phải là nhiều luôn. Dồn ngựa là chắc chắn thua. Đấy, mà dồn cho evil thì khả năng thắng. Có khả năng. Khả năng nhỏ thôi. Nhưng mà cũng lên thử. Rồi ok. Tôi sẽ phải lên 9 sớm rồi, kẹp 3 mét anh em ạ. Đấy có chuỗi rồi này. Ui. Từ từ nhá, thế này thì chúng ta lại bỏ 3 mét vào lại ngon hơn. 3 mét vào flame lên được 2 sao thì rõ ràng. Trên mét để counter warrior nữa này. Ok anh em ơi. Trước khi nó lên được 9 chúng ta phải tận dụng cái đội hình mét này. Được. Này ngon hơn không? Ngon hơn. Này ngon hơn. Rồi, 4 climb thì bây giờ bỏ nào, bỏ này đi. Được. Nhưng mà ăn được thằng này không? Thằng này nó là 6 climb đấy. Ăn được, yên tâm. Flame lên được 2 sao là ăn được. Anh em cứ yên tâm, tôi tính đam chuẩn lắm anh em ạ, à, thấy không? Mặc dù chúng ta chỉ có 4 climb thôi, nhưng mà cái hàng đam phía sau ấy, quan trọng là những cái con gây đam ấy. Đấy, cái hàng phía trước nó đủ cứng rồi thì hàng phía sau nó có thể thừa thời gian để nó gây đam. Ok. Lên 9 đủ tiền chưa? Chưa đủ tiền. Chưa đủ tiền lên 9. Bán con này đi. Ok. Rồi. Lên 9 vẫn có đủ 3 mét. Rồi, thắng rồi đấy. 9 warrior sang đây bạn ơi. Được rồi, ăn được rồi. Thế này là ăn được rồi. Thằng kia nó còn chưa đủ tiền lên 9 cơ anh em ạ. À. Tôi có sách cho tôi mới lên được đấy. Thằng ấy nó chưa đủ tiền lên. Đấy. Nhưng mà tôi thì tôi lên được rồi. Trời ơi, tính toán nó gọi là đúng từng rào luôn anh em ạ. À. Chính xác đến từng rào luôn. Thôi, rào này mình xin cái chuỗi nhá. Trời ơi, cái rào vừa rồi nhá, mà tôi nói chung là tôi thiếu quyết đoán một chút ấy. Tôi không bán cái con linh hồn lửa ấy. Tôi để con Phượng Hoàng một rào nữa thôi. Là có khi là không cắt được cái chuỗi này đâu. Đấy. Quá là hợp lý luôn anh em ạ. Quả tính toán trời ơi. Đúng rào luôn. Đúng người đúng thời điểm. Thế là chúng ta có được cái chiến thắng cắt được chuỗi. Bây giờ chúng ta có thể tự tin rồi đấy anh em ơi. Nhưng mà cái trận này có vẻ khó lên được 12. Chắc là dừng lại 11. Khó đấy. Tầm này mà chưa ra 6 human. Thậm chí là con sói nó còn chưa ra cơ. Chứ đừng có nói đến Dragon Clay. Con sói chưa ra con nào luôn, tôi để ý rồi. Chuyện này đúng kiểu human lừa anh em ạ, dã man thật sự. Rõ ràng là ra human cái bộ form rất sớm, nhưng mà lại không ra sói và không ra rồng.
Ê mới cày. Úi dồi ôi, cái thằng này nó tính gặp được tôi nó khô máu này anh em này. Nó đang có chuối nó khô máu hết tiền luôn rồi nó cắt chuối tôi. Úi giời 6 bit nó không cắt được chuối này. Ôi giời ơi bạn ơi. Ôi xuống hố rồi, mình xin nhá. Này thì bit form 6 bit để cắt chuối mà không cắt được anh em ạ. À. Ôi thế là tôi khỏe quá rồi anh em ơi. Nhưng mà cái tầm này tôi lại bây giờ tôi lại hơi bị lo ấy anh em ạ. À. Ui mà anh em ơi, tôi đang có một cái lo lắng gì anh em biết không? Tôi không lo cái việc là tôi không lên được 12 và tôi không lên được 11. Tôi không lo hai cái chuyện đấy mà tôi lo lắng nhất là cái việc là có vẻ như cái trận này ấy, cái tốc độ trận đấu đẩy nó hơi nhanh. Có khi nào mà bọn này nó chết trước khi mà tôi form đội có khi nào mà bọn này chết trước khi tôi form đội hình không anh em nhờ? Dã man quá đấy mà thôi. Phải pick con Kunka vào đẩy nhanh tiến độ đây anh em ạ. Chết rồi, nó không ra human thì lên 11 cái kiểu gì đây anh em. Trông bây giờ vẫn đang level 9 anh em ạ. Lên 11 cái kiểu gì đây? Bọn nó sắp chết hết rồi đây này. Tôi tin là sẽ chết sớm thôi mà, chết sớm thôi. Với kiểu mà khi mà tôi xanh xong bọn nó cũng phải đẩy nhanh lên ấy, tiến độ lên ấy. Anh em thấy là vừa rồi cái thằng beat nó cũng phải xài hết tiền. Đấy, trận này là bởi vì làm sao? Bởi vì cái thằng Warrior nó xanh từ đầu ấy, xong rồi nó cũng đẩy lên. Đấy, nó như thế anh em ạ. Sợ thật. Tốc độ nhanh quá. Giờ làm giảm tốc độ thì mình lại không có sách vấn đề thế. Đây có Sailing Assassin này. Lên người kẹp vào à? Giữ cái chuối này đã anh em ạ. Cứ biết là giữ chuối này đã, sau đó chúng ta lên dần 11. Cái con đường nó còn xa xôi lắm để mà chuyển được cái bộ như anh em quốc sới nói ấy. Ngoài cái việc là nó chuyển sang là gì, là đương nhiên là chuyển sang Witcher thì nó là sớm là đương nhiên rồi. Nó dễ nhất là chuyển sang Witcher kẹp Clyde ra. Đấy, sau đó là chuyển sang kẹp linh hồn. Đấy, Clyde kẹp linh hồn cái đã. Đánh ở level 11, 12 chưa đủ, nhưng 11 vẫn chưa đủ, 12 mới đủ. Dã man. Sau đó thì mới có thể chuyển được sang Warlock, nó phải chuyển, nó phải qua rất nhiều công đoạn luôn. Ê lệ. Đấy, bây giờ làm gì có tiền đâu, bây giờ còn chưa có tiền. Chưa có tiền để mà mua ấy. Chưa có tiền để mua những cái con mà nó không phải là Clyde. Bây giờ cứ phải Clyde đã. Bây giờ cứ phải Clyde đã anh em ạ. Chứ còn bây giờ chưa có tiền để mua những cái con khác. Đấy. Bây giờ tôi lại ra ca lông cái này. Anh em thấy tôi lại ra con ca lông cái này. Chuyện này là thực ra nếu mà nói là cái bộ human ấy nó độ tôi thì không phải. Chuyện này không hề độ. Đấy, cái bọn độ tôi ấy, nó lại chính là cái bọn Clyde. Đấy, chuyện này chính ra nhá là ba nhà chơi Clyde cơ anh em ạ, không phải một mình tôi. Ba nhà chơi đấy, nhưng mà tôi lại được một cái sức mạnh nào đấy mà nó khá là đặc biệt. Đấy chính là mặc dù cái con ngựa của tôi ấy, nó không lên được hai sao nhưng mà nó vẫn thắng cơ. Đây, nó gặp cái bọn Clyde nó vẫn thắng. Thế mới lạ, ảo thật đấy. Chả hiểu làm sao luôn. Hay là mình cứ như kiểu là được nhà phát hành nó búp cho. Rõ ràng đội hình là như là đội hình đối thủ luôn. Thậm chí là có phần yếu hơn. Đấy, ít hai sao hơn. Đấy, mà tại sao vẫn thắng? Ôi, lạ thật đấy. Cứ như có ma anh em nhỉ. Ảo thật sự. Thậm chí là bây giờ con ngựa tôi vẫn chưa lên 2 sao. Nhưng mà cái con cá lông của tôi nó sắp lên 2 sao rồi đấy anh em. Đấy, con cá lông của tôi nó sắp lên 2 sao rồi. À, trận này đến về cuối game thì lại khá là được Clyde độ. Nhưng mà độ như này mới chết này. Độ như này mới sợ này. Đối thủ đang lần lượt ra đi rồi anh em ạ. Máu của nó thấp lắm rồi ấy. Máu của bọn nó thấp lắm rồi anh em ơi. Làm nào giờ? Đấy, beat này. Beat ra là Secret Lancer có ăn được tôi không? Tôi nghĩ là bọn này vẫn không thể ăn được ấy. Secret Lancer đi rồi, thế là thua. Lại giữ được chuối. Tiếp tục giữ cái chuối đến hết game chăng? Nhưng mà 6 human đâu, 6 human đâu, mỗi ra một quyển sách trông hèn thật đấy. Với cái sức mạnh như này, ôi rồi ôi, ra già, nhưng mà tại sao không ra Dragon Clyde? Ra ca lông sao không ra Dragon Clyde? Dragon Clyde mày ở đâu? Cay thật. Thôi chắc là tôi phải pick dần sang
hệ hồn rồi anh em ạ. Pick hồn dần thôi không à. Hết game rồi anh em ơi. Anh em quốc sở chắc là cũng đang sốt ruột lắm ấy. Xem clip sốt ruột thật sự. Hết game rồi anh em. Round 24. Liệu rằng trận đấu có kết thúc trước round 30? Liệu rằng là có phải là như thế không? Nhưng mà bây giờ trận đấu đang khá là một chiều đây. Các đối thủ không làm cách nào ăn được luôn. Thậm chí là có thằng nó đang chơi đội hình của anh em quốc sở ấy. Đấy chính là Witcher kẹp với cả Warlock. Ui nhưng mà Karak đi rồi này. Ui giời ơi, Witcher kẹp Warlock đi rồi. 6 Warlock kẹp với Witcher. Nhưng mà chưa lên được 10 thì không kẹp được. Khổ. Đội hình ở level 10. Ui Kalong ơi. Kalong lên 2 sao thật anh em ạ. Thôi chết rồi. Thế trận này nó nhanh lắm anh em ơi. Chắc là chả đã đến ra 30 đâu. Chả có đến round 30 đâu, có khi trước round 30 ý. Thề trận đấu nhanh quá đi mất rồi. Tôi lại chơi cái bộ Clive lại độ thế thì sao, Kalong 2 sao tí lại bán đi à? Kiếm hồn nó chưa ra anh em ạ. Kiếm hồn ra thì chắc bọn này chắc chết hết mất. Kiếm hồn nên mày ra hộ tao cái. Đấy tôi đã chuẩn bị cái tốc linh hồn ở phía dưới này rồi đấy chứ. Mua sẵn cái con linh hồn nó để ở phía dưới rồi anh em thấy không? Đấy. Dash Split đâu? Dash Split đâu? 6 Warlock của tôi đâu? 6 Warlock thì nó phải ra Dash đã rồi mới có ý đồ chuyển được anh em ạ. Tiền bây giờ vẫn phải để dành tiền để còn roll ra kiếm hồn đã. Chứ còn không ra kiếm hồn thì coi như mọi thứ đều mất đi. Witcher thì nó cũng là kiếm hồn mà gì? Linh hồn thì nó cũng là kiếm hồn. Tức là cái con đấy nó thuộc hai cái hệ tộc mà chúng ta cần phải có. Chưa ra. Đấy. Ghê chứ lị. Đây con này tạm thời là Warlock mà. Rồi. Đi ra kiếm hồn đã rồi tính anh em nhá. Kiếm hồn ơi. Kiếm hồn đâu rồi? Kiếm hồn ơi. Ra đi đã. Cay à. Tôi sẽ kẹp trước là 4 Warlock. Đấy, 4 Warlock ra Dash of Rift thì nó sẽ là con ác mộng kẹp với cả Ripper kẹp với cả Dash of Rift là 4 Warlock rồi. Sau đó kiếm thêm 2 con nữa là con Velom thôi. Và 1 con nữa thôi. Đấy, còn cái vấn đề là phải ra là kiếm hồn đã. Nên là tiền bây giờ không có ôm nhiều nha anh em nhá. Ôm thì chúng ta sẽ không có tiền để chúng ta roll kiếm hồn. Cứ bình tĩnh. Chuyện này bây giờ còn đang, tôi đang sợ bọn này nó nó đang sắp ỉa chảy hết đến nơi rồi. Ôi giời ơi, các bạn ơi, các bạn cố lên một tí có được không? Các bạn phải làm cách nào ấy đi chứ. Chả nhẽ lại bắt tôi là phải bỏ bài ra. Thế nó buồn cười lắm. Bây giờ mới ra con Kunkka. Thật. À đấy mà còn chưa lên được 11 cơ. Đùa chứ, cái content kiểu nó quá nhiều những cái điều kiện ấy. cái điều kiện là gì? Thứ nhất là phải lên được 11 này. Cái thứ hai là gì? Là phải ra được kiếm hồn. Đấy, bắt buộc phải ra kiếm hồn và đắt sập rít thì mới được. Đó. Hai cái điều kiện đấy nó đã rất khó rồi. Và cái điều kiện nó lại vừa mới thêm một cái điều kiện mới nữa. Mà ở trong cái trận đấu này nó có, đấy chính là cái gì? Đối thủ không một chết sớm. Dã man. Các bạn ơi, các bạn phải cho tôi ra kiếm hồn đã chứ. Thậm chí là còn chưa ra đủ hai con linh hồn với anh em ạ. Tôi đã phải vứt cái bộ Warlock ra để tôi à, vứt cái con Zipper ra để tôi nhét con Kunkka vào rồi đấy. Để tôi đẩy nhanh cái tiến độ lên 11. Nhưng mà khả năng cao là sẽ còn rất lâu nữa. Thôi chết rồi, bộ này nó sắp đi hết được nơi rồi anh em ơi. Con Kalong 2 này nó bắn nó ác quá anh em ạ. Không xong rồi. Nhưng mà cũng may đấy. Hay lắm, cái chuyện này gặp bóng. Thì gặp bóng được. Đấy, cái gặp bóng nhiều vào. Gặp bóng nhiều vào cho bọn nó đỡ mất máu đi. Trời ơi, kiếm hồn ơi. Kiếm hồn nó không ra. Thật đấy. Mới tiền này có ra kiếm hồn không? Đây rồi. Phải lo này. Úi giời ơi, bây giờ mới ra con Dragon Clay này. Anh em này cay không như lị. Ok. Bây giờ thừa một Clay. Đấy, như này là được. Vậy là chúng ta có 5 Warlock rồi đấy. Thiếu con Dash Split rồi. À đâu? 4 Warlock. 4 Warlock. Chúng ta có 4 Warlock rồi. Thiếu một con Dash Split. Kiếm thêm một con Glacier nữa đi. Một con Doctor nữa đi.
nhưng mà nó vẫn chưa đủ, bởi vì là kiếm hồn đâu. Kiếm hồn ơi, kiếm hồn ơi, kiếm hồn ơi, ra đi, tự ra đi, đừng có phải để roll nữa. Hết tiền rồi làm sao mà chuyển được. Anh em ơi, làm sao mà chuyển được đây. Hết tiền rồi, vẫn còn thiếu nhiều thứ quá đi mất thôi. Ảnh vẫn lộ à, ảnh vẫn lộ ra mà kiếm hồn chưa ra đi, nó vẫn chưa được. Cay nhở. Cay thật đấy. Với còn cái tộc linh hồn ấy. Đấy, vẫn còn thiếu cái con God Kid nữa. Trong cái tộc linh hồn thiếu hai con. Và bây giờ form là nếu mà chơi bộ này là phải form linh hồn trước, chứ không phải form Witcher. Witcher về cái bọn kia chả có tác dụng gì. Bây giờ làm nào để được form được đến linh hồn á. Rôn nhỉ. Mà tôi sợ là rao lửa nó lại bay màu mất anh em ạ. Thật đấy. Rao này mà cái tôi gặp cả hai thằng ấy. Thôi chết rồi. Đừng nhá. Xin đấy, xin các bạn đấy. Đừng gặp tôi, đừng gặp tôi. Các bạn đừng gặp tôi. Các bạn đừng gặp. Ok, lại gặp bóng anh em ạ. Ui ôi, cái cơ hội kéo dài trận đấu. Để mà ra là con kiếm hồn. Thôi tiết kiệm tiền tí anh em ơi. Cứ phải ra kiếm hồn cái đã. Chứ cái bọn này nó đỡ làm sao tôi đây. Ok. Trong cái lúc mà đợi kiếm hồn. À đây ơi, đây rồi. Nhưng mà vẫn thiếu linh hồn anh em ạ. Bây giờ lại cái vấn đề là cái con God Kid tôi chưa ra. Đã split đâu? Đã split mà chưa ra. Đã split chưa ra. Mà khả năng là lên được 12 chứ. Đấy, trong cái khoảng thời gian mà đợi kiếm hồn thì tôi đã tích sắc gần lên 12 rồi anh em ạ. Dã man. Rao sau hy vọng là tôi gặp một đứa và một đứa thì gặp hai đứa kia gặp nhau. Đấy, tôi gặp cái bóng thôi chứ đừng có cho tôi gặp cả hai thằng nhá, không chết đấy. Hy vọng nha anh em. Cầu trời lệ Phật một rao nữa thôi. Rao này rao nữa chúng ta lên được 12 rồi. Bây giờ cũng chả chuyển được ấy, bây giờ chả chuyển được luôn. Đấy thôi, hy vọng là các bạn sống rao nữa, tham tí lên 12 nhá. Được không? Sắp được lên 12 rồi, lên 12 chúng ta kẹp được thêm gì? Thêm cái Kirai, cái Sith gì đấy. Nói chung là được nhiều thứ. Ok. Rồi, đấy, có đủ Kirai anh em nhá. Ê rồi, úi rồi anh em ơi, đùa. Nhưng mà đây là mới chỉ là linh hồn thôi. Đấy, tức là bây giờ vẫn chỉ có linh hồn thôi. Với cả không được, nếu mà bây giờ bỏ hết ra nhá. Thì bây giờ chúng ta đánh bằng cái con kiếm hồn 1 sao hả anh em? Không được, vẫn chưa đủ. Tức là cái bộ này nó phải lên 12, sau đó chúng ta đánh bằng con cá lông. Thôi anh em ạ, một rào nữa. Trời cho chót. 6 Warlock kẹp với cả 4 linh hồn, kẹp với cả 4 Witcher, kẹp với cả cá lông làm co. Đánh cái level 12. 12 con anh em ạ. Thôi cố gắng, lốt rào này nha anh em nhá. Lốt rào này tôi hứa với anh em là tôi sẽ bán hết đi, rồi tôi chuyển, tôi bán hết cái line luôn. Đấy, tôi giữ lại cái lông là to thôi. Đấy, hy vọng nhá. Ôi trời, đừng phát đi. Đừng gặp nhá bạn ơi. Đừng gặp. Gặp một thằng thôi. Ui ôi em ơi, tôi chết rồi. Quá đen anh em ạ. À. Đùa thật. Anh em cuốn sở ơi. Ôi giời ơi, sao nó lại đến cái đen đến như thế cùng như vậy. Ôi trận này nó tiến cả hai bên bảng rồi, double kill luôn. Ôi giời ơi, một mũi tên để trúng hai con chim nhạng cái này chán quá đi mất tôi. Thôi anh em ạ, tôi chắc là tôi sẽ làm một cái video khác nha anh em nhá. Tôi sẽ làm lại bộ này. Dạ mà nó quá nhiều điều kiện anh em ạ. Nó phải thêm một cái điều kiện nữa là đối thủ không được chết sớm trước khi chúng ta để form đội hình. Nó có tới 3 điều kiện cơ chứ không phải là 2 điều kiện nữa. Lên được 11 này. Rồi ra được kiếm hồn. Đấy, và cái điều kiện cuối cùng đó chính là gì? Là đối thủ không được chết sớm. Dã man. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Chơi 9m nhưng mà tôi lấy toàn đồ tấn công vật lý anh em nhá. Hay đến với tôi như nào thì mời anh em xem. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Siêu phẩm tới chủ nhật cuối tuần, cực kỳ hay luôn. Tôi có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Mời anh em xem. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.
Bye bye.